là 20 giờ 10 phút. Binh đoàn chúng ta đang tiến đến cây xăng để đổ xăng, vì chúng ta đã hết xăng rồi, không đi được nữa đó. À, mọi người đi đâu ta? Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu nhỉ? Đi phim trường. Đi phim này làm để đi coi ba quay một chương trình. Ủa, đi coi. Ủa, đi coi thôi hả? Đi làm coi và đi rước. Đi coi và đi rước mà chức vụ của hai đứa làm bữa là làm gì rồi đó? Trợ lý. Trợ lý hả? Trợ lý 1, trợ lý 2 và cuối cùng là trợ giúp làm hết phải không? Chúng ta cùng đi nhé. À. Trợ lý 1, trợ lý 2 đang trên đường lên phim trường để gọi là gọi điểm gì ta? Trợ lý rồi theo nào là thứ gì là chấm mồ hôi nè ha. Cho ăn uống cung cấp mọi thứ này ha. Mà rốt cuộc là tất cả mọi thứ đều là trợ giúp phải đi theo phụ thôi. Chán thể sợ luôn á. Học bẻ hết mọi cái vạch để đi công việc này, công việc kia bẻ hết mọi cái vạch lên hết trơn rồi. Thừa cơ hội lâu lâu không có nhà là đi, mà rốt cuộc không đi được luôn. Thế quá. Thôi đi thôi, bây giờ đi lên, đang trên đường đi. Và bây giờ chúng ta bắt đầu thưởng thức chương trình văn nghệ văn gừng. Bây giờ chúng ta sẽ đi trên đường đi ha. Bây giờ đi lên cái đã, lên thôi coi đang làm gì. Đang làm gì trển ha. Chắc biết là đến giải lao phần 2 chưa, không biết nữa. Rồi bây giờ chúng ta thưởng thức văn nghệ nha. Rồi bye bye. Mái tóc lần hồi pha sương, má sống cùng bên con, tháng năm qua bao nỗi nhọc nhằn, bao cay đắng phũ phàng. Trên đường về nhìn lên bóng đời của mình còn bao khó khăn, hãy cố lên sáng như dần dần trăng. Khán giả giờ đây đang mơ màng trong giấc điện, chỉ còn má với con đang thơ thẫn trên đường. Má ơi ước mong sao ngày má ra đi sẽ có cô gái đứng cạnh bên má suốt cuộc đời sân khấu. Cô ấy sẽ thắp hương lớn lên bàn thờ của má. Cô gái ấy tên là nghệ sĩ Kim Cương. Nhớ chiều nào anh đến thăm em, hai bên đường phố đã lên đèn, mưa xuân giăng mơ trắng cùng trời. Trời sao xuyến đôi tim, mưa giao hòa nước mắt ân tình, tay đan tay trong tiếng đàn thầm, nhìn nhau nhưng không nói, sợ tình yêu trong bóng phai. Không có gì đâu, 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 không
Thôi, nó không có tiếp. Tình anh đó sẽ mãi chất ngất như một giấc mơ. Để tình em không bơ vơ, không đợi chờ. Tình này em luôn yêu anh. Vầng trăng trên cao lung linh, ngàn vì sao vây quanh lời gió mây. Người yêu hỡi chớ có trách móc anh nào dối gian. Chỉ mình em anh yêu em suốt cuộc đời. Một mình em trong đôi tay, dù phong ba hay gian nan. Tình yêu ta trăm năm chẳng đổi thay. Để nhìn nhà. Anh biết ngưỡng ở nữa ổ đi. Bỏ anh cất để nhớ đấy mà. Có tư tặng cho anh. Anh nhớ luôn hả? Đi đứng em đi nói Nam trả ổ mì lại cho Cẩm Ly. Anh nói là đã anh hết rồi. Giữ ổ mì nào mà đòi. Trả ổ mì lại đây. Bánh mì gì mà nhân không là nhân. Nhân còn nhiều hơn bánh nữa. Đúng rồi, bánh mì đỏ tím mới đặt tên coi tên tên ai. Không làm trợ lý mà làm trợ giúp. Trợ lý 1, trợ lý 2 là lên đây mà không có làm gì hết. Bây giờ trợ giúp đi nè, phải chơi khổ vậy không? Bây giờ bèo con cá kèo vậy đó. Nên bây giờ bị đuổi đi nè. Cái kèo coi bị cắt đầu á. Em đi trên cỏ non mà em phải. Em đi trên thắm đêm. Anh Bi đâu có đây đâu. Trời trợ lý. Trợ lý đi hả? Trợ lý đi gì đó hả? Em đi trên con.